Xin chào cả nhà thân mến. Hiện tại thì Hoàng đang có mặt ở một cánh đồng lúa rất là đẹp của thôn Nà Chom thuộc xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Và cánh đồng lúa này bây giờ đang được người dân cải tạo thành một điểm du lịch rất là đẹp. Bây giờ Hoàng xin mời các bạn đi vào cùng Hoàng để trải nghiệm nhé. Hoàng đến đây cũng gặp rất là nhiều du khách đến để trải nghiệm. Chúng ta đến đây cũng có thể mặc những bộ quần áo dân tộc Tày hoặc dân tộc người Hơ Mông và chụp ảnh tại những cánh đồng lúa ở đây cả nhà. Phía đằng xa kia là có một cây cầu lên một hòn đá. Ở đây có một cái sàn này, sàn này thì chúng ta có thể đứng lên trên đó để chụp ảnh view toàn cảnh ở trên này. Các du khách đến đây thì cũng có thể trải nghiệm và lưu lại cho mình những bức hình rất là tuyệt đẹp này. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm là thu hoạch lúa cùng bà con ở đây. Chị Tuyến đang cầm trên tay bó lúa. Nhánh lúa vàng ngọc của dân tộc thiểu số ở trên vùng cao Bắc Cạn. Vào đây mà những đây. Cái bông lúa này là bao nhiêu mồ hôi công sức của mà đôi cho chị màu áo xanh một bật vào đây rồi. Lúa vàng lúa ngọc đây. Ok, ai cũng muốn ăn cơm, không ai muốn ăn phở đâu. Yeah. Nào xin tươi Việt Nam nào. Bông lúa vàng. Em vừa đi gặt về ạ. Trải nghiệm nông nghiệp này. Năm nay vừa bội thu lắm. Được mùa thấp lúa, sớm bội khô khoai. Bội đẹp như thế này á. Lần này về là lượt follow của Hoàng con bắt tăng lên thì wow, em cảm ơn. Anh YouTuber ơi, hôm nay hồi em lên đây để tìm khồng nhá. Đào, đây là cây đào nhân duyên trên hòn nó, trên hòn đá. Chị ơi, này ơi, này chị ơi. Quảng Khê à? Ai chưa trồng thì đến đây sẽ có trồng và ai chưa. Cảm ơn chị. Ô, có máy của anh đâu? Ai chưa có người yêu thì đến đây dắt người yêu về. Đây đây, rất là yêu nơi này luôn nha. Đây chị xuống cái chỗ này này. Vâng, tại Đà Trong Quảng Khê chúng tôi đi gặt về và bây giờ mệt quá nên ngồi đây nghỉ ngơi nè. Hãy đến đây để được trải nghiệm. Chúng tôi là những cô gái người Kinh, người Tày và người gì chị nhỉ? Giao. Người gì thì đó là người Việt Nam. Hãy đến đây để tìm mối nhân duyên mới nha. Việt Nam tươi đẹp. Hãy đến đây để cảm nhận hết vẻ đẹp tự nhiên, thiên nhiên và được hòa mình vào thiên nhiên để ngắm, đúng không? Hãy sống trong những cả với bầu không khí này và được thưởng thức và hãy hưởng thụ đi các bạn ơi. Hãy đến đây nào, đến đây nhanh lên nha. Một lần đến thăm các bạn sẽ ấn tượng vô cùng và không bao giờ quên. Chúng tôi đến đây từ sáng nhưng mà bây giờ vẫn chưa muốn về đây. Có lẽ ở lại đây nhỉ. Không biết có anh người Mông nào không? Chúng tôi là có những người, những cô gái có nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Chị nhờ. Hãy đến đây sớm hơn nữa để chúng ta còn được cảm nhận những bông lúa chín vàng, chịu nặng. Lúa chín vàng. Vâng. Quá đẹp. Bầu không khí nói chung là không mọi từ ngữ là không có từ gì để chúng tôi diễn chỉ muốn ở đây và không hết được vẻ đẹp ở đây, vẻ đẹp của tự nhiên, vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của cây cỏ và không khí ở đây. Hãy đi và trải nghiệm. Hãy đi và trải nghiệm Việt Nam chúng ta quá đẹp. Bạn đến Nà Chom, Quảng Khê.